Lại nữa, ông Mạn Thù Tất Lợi, những nguyện lớn của Thế Tôn Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát, và những công đức trang nghiêm ở bên cõi nước của Ngài, nếu ta nói ra đến hết một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được. Phục thứ Mạn Thù Thất Lợi, bị Thế Tôn Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai hành Bồ Tát đạo thời, sở phát đại nguyện cặp bỉ Phật độ công đức trang nghiêm, ngã nhược nhất kiếp dư, thuyết bất năng tận. Lại nữa, ông Mạn Thù Tất Lợi, Đức Phật Thích Ca lại bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, những nguyện lớn của Thế Tôn Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Khi Đức Thế Tôn Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đương trong thời gian thực hành đạo Bồ Tát, sở phát đại nguyện, những lời nguyện lớn Ngài đã phát ra và những công đức trang nghiêm ở bên cõi nước của Ngài cùng quốc độ của Ngài, tức thế giới lưu ly nơi đông phương, công đức trang nghiêm, công đức và sự trang nghiêm quốc độ của Ngài, nếu ta nói ra đến hết một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được. Nếu ta thuyết trong suốt một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Nhưng nước Phật ấy một màu thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác thú và những tiếng khổ. Mặt đất chỉ thuần là ngọc lưu ly, đường đi chăn dây, dây làm bằng vàng, thành khuyết lâu đài, hiền sòng có lưới, làm bằng bảy báo như ở Tây phương thế giới cực lạc, công đức trang nghiêm, giống in không khác. Nhiên bỉ Phật độ nhất hướng thanh tịnh, vô hữu nữ nhân, diệt vô ác thú, cặp khổ âm thanh, lưu ly di địa, kim thằng giới đạo, thành quyết cung cát, hiền sông là giỏng, dài thất bảo thành, diệt như Tây phương cực lạc thế giới, công đức trang nghiêm, đẳng vô sai biệt. Nhưng nước Phật ấy một màu thanh tịnh, nhưng tại nước Phật ấy chỉ có một màu thanh tịnh, không có ô nhiễm, trong sáng như lưu ly, không có nữ nhân, tại đây không có nữ giới. Có một số người trong phong trào giải phóng phụ nữ đề xướng vấn đề nữ quyền, họ lên tiếng bài xích thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Họ nêu câu hỏi, ở đó không có phụ nữ, vậy phải chăng Đức Phật A Di Đà đã coi khinh phụ nữ? Phải chăng nam nữ không bình đẳng? Phải chăng là có ý trọng nam khinh nữ? Điều này sai hoàn toàn. Số là thế giới tà bà được gọi là ngũ trượt ác thế, một thế giới xấu có 5 thứ trượt, 5 thứ không trong sạch. Đó là kiếp trượt. Ý nói khoảng thời gian chúng ta trú tại cõi ta bà là một thời kỳ không trong sạch. Kiến trượt, bởi những gì chúng ta thấy đều không trong sạch. Phiền não trượt, vì chúng ta ai cũng có nhiều phiền não. Chúng sanh trượt, vì lẽ do tình dục giữa nam và nữ mà có chúng sanh ở đây. Chẳng phải riêng nhân loại mới có như vậy. Nói chung, tất cả các loài có khí, có huyết cũng đều do sắc dục mà sanh ra, kể cả các chúng sanh di tế như vi khuẩn. Phàm có dục, tức là không thanh tịnh, do đó mới gọi là chúng sanh trượt. Mạng trượt, bởi sinh mạng của chúng ta cũng như các chúng sanh đều từ môi trường không trong sạch mà sanh ra. Tầng trời chẳng hạn là nơi không có bụi dơ. Ở cõi cực lạc phương Tây thì đất là vàng, ở cõi lưu ly phương Đông thì đất là lưu ly, không nơi nào có bụi bẩm, dơ bẩn. Chỉ có cõi tà bà của chúng ta là lắm thứ phiền hà. Những gì mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, tâm tưởng, chẳng có gì là trong sạch. Bởi vậy mới gọi ta bà là ngũ trượt ác thế. Chúng sanh tại cõi cực lạc thì không có dục, họ được hóa sanh ở đây do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Cõi lưu ly là do nguyện lực của Đức Phật Dược sư hóa thành. Bởi không có dục, tất cả đều hóa sanh, nên ở đây không có nữ giới. Điều này không có nghĩa là nam nữ không được đối xử bình đẳng hay trọng nam khinh nữ. chúng ta sinh làm thân nữ, điều nên hiểu rằng thế giới Ta Bà là nơi mà khổ đau nung nấu, là thế giới của dạng ác sung mãn. Chẳng có gì hay ho để chúng ta thương tiếc, không có gì đáng giá để mọi người lưu luyến. Hoàn toàn là một nơi không trong sạch. Vì ý nghĩa đó nên các cõi cực lạc và lưu ly đều không có nữ giới, không có ác thú. Ác thú là nẻo đường ác. Tại cõi lưu ly không có ba đường ác, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và những tiếng khổ. Những tiếng kêu đau khổ cũng không có. Những loại âm thanh bi ai làm cho người nghe phải mũi lòng khóc lóc chẳng hạn, tất cả đều không có. Mặt đất chỉ thuần là ngọc lưu ly. Mặt đất làm bằng lưu ly, bởi vậy mới nói đây là thế giới lưu ly tại phương Đông. Đường đi chăn dây, dây làm bằng vàng. Dây vàng làm thành lan can để phân ranh giới các đường đi. Thành khuyết cung cát. Thành là thành trì, khuyết là cửa. Khuyết xây trên mặt đất các cung điện và lầu cát. Hiên sông có lưới. Hiên là chỉ từng gian phòng một. Sông là cửa sổ, sáng sủa không chút bợn dơ. Các lớp là võng, tức là lưới, như gồm 7 hàng cây, 7 lớp lưới, làm bằng 7 báo. Tất cả những thứ kể trên đều làm bằng 7 thứ báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Như ở Tây phương thế giới cực lạc, công đức trang nghiêm giống in không khác. Công đức và trang nghiêm hoàn toàn giống như cõi cực lạc ở phương Tây, không có gì sai khác. Câu nói Đông A Súc, Tây Di Đà chính là chỉ Đức Phật A Súc, hay còn gọi là Đức Phật Dược Sư ở phương Đông và công đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Phật A Súc trông coi Kim Căn Bộ, như đã từng nói đến trong chú Lăng Nghiêm. Còn Phật A Di Đà thì thuộc Liên Hoa Bộ. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi cực lạc phương Tây, và Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là giáo chủ cõi lưu ly phương Đông. Bởi vậy, tại Vạn Phật Thánh Thành, cứ mỗi buổi sáng chúng ta niệm danh hiệu Đức Lưu Ly Quang Như Lai là để hồi hướng công đức cho các vị hộ pháp tại đây được giải trừ tai nạn và được thọ mạng lâu dài. Buổi trưa chúng ta niệm Đức Phật Thích Ca, bởi Ngài đã truyền lại Phật Pháp cho chúng ta, nên chúng ta phải niệm Ngài để báo ơn Phật. Buổi tối chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi cực lạc phương Tây, nhằm mục đích tối hậu là được giảng sanh về thế giới cực lạc. Ở nơi này không có ba đường ác, không có các thứ khổ, chỉ có các thứ vui. Nơi đó không u không sầu, không phiền não. Còn như cảnh Ta Bà thì không ngày nào là không có rắc rối. Biết bao nhiêu phiền não xâm chiếm, khiến cho tâm của quý vị phát sinh bao nỗi bất bình. Thế giới cực lạc và thế giới lưu ly đều không có những vấn đề như vậy. Tại Vạn Phật Thánh Thành, tôi áp dụng nghi thức niệm các danh hiệu khác nhau vào 3 buổi như vậy là có lý do. Đây là một đạo tràng mới lập nên, không giống như các đạo tràng cũ tại Trung Hoa đại lục hay tại Hương Cảng, Đài Loan, Tân Gia Ba, Việt Nam, vân vân. Những nơi này đều theo lề lối xưa của Phật giáo Trung Hoa. Sớm trưa tối, cả 3 thời đều niệm Phật A Di Đà. Do đó, từ các nơi ấy có một số các vị xuất gia đi ra nước ngoài đến thăm Vạn Phật Thánh Thành, cho rằng chúng ta là sai, không đúng nghi thức. Không phải Vạn Phật Thánh Thành tự cho mình là đúng. Có điều buổi sáng sớm chúng ta nên theo lời nguyện tiêu tai diên thọ của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đặng chúng ta được bồi bổ thêm sinh khí. Chẳng phải loại sinh khí của những người nổi nóng, mà là loại dưỡng khí của buổi ban mai, giúp cho cây cỏ tươi tốt, cho dòng suối tuôn trào. Buổi sớm thức dậy, ai nấy đều cảm thấy nguồn sinh lực dồi dào, mọi thứ đều cát tường như ý. Tới trưa, chúng ta phải tỏ lòng thành kính tri ân Đức Phật Thích Ca, vì Ngài đã để lại cho thế gian Phật Pháp và kinh điển. Đó là lúc niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi tối, chúng ta quy hướng về thế giới cực lạc, nơi giảng sanh, lìa cõi Ta Bà. Do đó, chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà. Đó là các khóa trình áp dụng tại Vạn Phật Thánh Thành. không hoàn toàn giống như tại các đạo tràng khác. Lâu nay, mọi người cứ tưởng rằng khóa trình các nơi khác cũng vậy, cũng giống như cách thức áp dụng tại đây. Kỳ thực, Vạn Phật Thánh Thành tổ chức khác hẳn, có những lề lối mà người ta không thấy tại các chùa ở Trung Hoa. Tỉ như, tại Vạn Phật Thánh Thành, tại Kim Sơn Tự, Kim Luân Tự, cứ mỗi lần giảng pháp thì trước đó phải có nghi thức thỉnh pháp. Tại các đạo tràng khác, quý vị không thấy có nghi thức này. Quý vị chưa được nhiều lần chứng kiến các nghi thức trong Phật giáo, nên không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nên hôm nay, nhân tiện, tôi kể rõ cho quý vị nghe. Trong quý vị đây, có ai có ý kiến gì về đoạn kinh tôi vừa giảng không? Hoặc thấy có chỗ nào tôi giảng chưa được thỏa ý? Nếu có kiến giải gì khác, cứ nói cho tôi hay. Bởi chúng ta học Phật Pháp thì phải làm sao để trong lòng có sự tin phục, không có điểm nào hồ nghi nữa mới được. Nếu quý vị không đồng ý với ý nghĩa của đoạn nào trong kinh thì cứ việc giải bài. Thật sự không có vọng tưởng, tức là giảng sanh nơi thế giới cực lạc. Thật sự không có dục niệm, chính là giáo hóa các chúng sanh. Ai bảo quý vị có vọng tưởng, ai bảo quý vị có dục niệm? Nếu không có ai cả thì những thứ đó là hư vọng, là giả. Nếu quả có người bảo thì đó là ai? Chính quý vị hay là người khác? Nếu chính quý vị bảo quý vị thì sau ngay lúc vọng tưởng đến, quý vị chẳng biết gì hết. Thế là thế nào? Quý vị không có vọng tưởng ư? Quý vị đừng ở tịnh độ đó. Nào, thoải mái biết bao nhiêu, thống khoái biết bao nhiêu. Chỉ là thâu dọn hết các vọng tưởng là có ngay cảnh cực lạc. Quý vị không có vọng tưởng, tức quý vị chẳng bị phiền não. Không có phiền não, tức có ngay khoái lạc. Tức ở cảnh cực lạc, còn có chạy đi đâu nữa. Pháp môn tịnh độ nói rất rõ, chẳng qua chúng ta không chú ý ra thôi. Pháp môn tịnh độ nói rằng sanh thì nhất định là sanh, giảng thì thật không có giảng. Sanh tác nhất định sanh, khứ tác thật bất khứ. Sanh tức là nói sanh ở tịnh độ, mà sanh tịnh độ tức làm hiển lộ tự tánh sáng rỡ của mình. Như câu nói duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Vậy thì chẳng cần kiếm ở đâu bên ngoài, còn như chạy ra ngoài tìm kiếm thì đó là lối suy tưởng của phần đông chúng ta. Nếu quý vị thật tình muốn tu, muốn hiểu Phật Pháp, quý vị phải hiểu rõ một điều là cõi cực lạc hay cõi ta bà chẳng lìa khỏi cái niệm tức thời này. Ngay đó là cực lạc, ngay đó là ta bà. Tâm quý vị để ô nhiễm, quý vị có ta bà. Tâm quý vị thanh tịnh, quý vị có cực lạc. Bởi vậy, bớt tức phải có cái đầu, lại đòi thêm đầu. Chớ có chấp rằng quý vị nhất định phải giáo hóa chúng sanh. Chớ chấp rằng quý vị nhất định phải giảng sanh cực lạc. Chúng ta niệm Phật thì cứ việc niệm, đừng hỏi có sanh hay không sanh. Chỉ cần chúng ta thành tâm tu hành là đủ. Như quý vị không bị phiền não, tức đó là cực lạc. Nó hiện hành ngay trước quý vị. Quý vị có phiền não, tức quý vị ở cõi ta bà, cái thế giới của khổ đau, nói không hết được. Trong nước có hai vị đại Bồ Tát, một vị gọi là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị gọi là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Đứng đầu tất cả vô số vô lượng các vị Bồ Tát, hai ngài lần lượt sẽ lên ngôi Phật, đều giữ vững được kho báu chánh pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Này ông Mạn Thù Thất Lợi, bởi thế cho nên những thiện nam tử và thiện nữ nhân có tính tâm rồi, thời nên phát nguyện sanh sang thế giới của Đức Phật kia. Ư Kỳ Quốc Trung Hữu Nhị Bồ Tát Ma Hà Tát, nhất danh Nhật Quang Biến Chiếu, nhị danh Nguyệt Quang Biến Chiếu, thì bỉ vô lượng vô số Bồ Tát chúng chi thượng thủ, thứ bổ Phật xứ, tất năng trì bỉ. Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chánh pháp bảo tàng, thị cố Mạn Thù Thất Lợi, trừ hữu tính tâm, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, ưng đương nguyện sinh bỉ Phật thế giới. Trong nước ấy, Đức Phật Thích Ca không khởi tâm phân biệt, Đức Dược Sư hay Đức A Di Đà, cũng như cõi lưu ly hay cõi cực lạc. Nhưng ở đây Ngài nói về quốc độ của thế giới lưu ly. Ở đây có hai vị Đại Bồ Tát, đều là những thượng thủ Đại Bồ Tát. Một vị gọi là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị gọi là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Một vị là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị là Nguyệt Quang Biến Chiếu, đứng đầu tất cả vô số vô lượng các vị Bồ Tát. Trong số vô lượng vô số Bồ Tát ở đây, hai vị này là những thượng thủ. Thượng thủ nghĩa là lãnh tụ, làm công việc trợ giúp Đức Phật Dược Sư để giáo hóa chúng sanh. Hai ngài lần lượt sẽ lên ngôi Phật, thứ bổ Phật xứ. Hai ngài nói trên sẽ lần lượt lên ngôi Phật. Khi Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thoái vị, thì Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu sẽ lên thay thế. Cho đến khi ngài Nhật Quang thoái vị, thì Bồ Tát Nguyệt Quang sẽ lên thay. Điều giữ vững được kho báu chánh pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Sau khi hai Bồ Tát nói trên lên ngôi Phật, các ngài sẽ y chiếu theo những lời nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, sẽ tự trang nghiêm bằng công đức và trang nghiêm của Phật Dược Sư. Các ngài cũng sẽ y đúng phương pháp giáo hóa của vị tiền nhiệm mà giáo hóa chúng sanh. Các ngài thọ trì và đọc tụng nguyện lực và cách thức tu hành để giữ gìn kho báu chánh pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bởi thế cho nên những thiện nam tử và thiện nữ nhân có tín tâm rồi. Ông Mạn Thù Thất Lợi ơi, bởi vậy cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân, những ai có lòng tin, thời nên phát nguyện sanh sang thế giới của Đức Phật kia. Tất cả đều nên phát nguyện sanh nơi thế giới lưu ly, gặp Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tương lai sẽ chóng thành Phật. Ha ha ha,